bây giờ là mấy anh là đang lau cô chú anh chị ơi. Ở bên này nữa là... đó, mèo ngồi ăn bánh kem mà còn lau bên này nữa nè, rồi nói xạo nè, đây nè. Nước hoa này rồi của cậu xài nó gì? À, của cậu phái. Của phái, cậu đậu hoài với anh. Trời lao, biết lao. Cái gì? Con nhỏ kia em để cho người ta quay nha. Sao mà thiệt. Còn nói nước hoa nè, cậu hoa còn sống cậu hay cậu phái nước hoa này lá mùi này lắm. Nhìn nó kìa, hai chữ nữa nè. Thấy nhìn nữa. Kè con mèo kìa. Ông nội kia lại, ông đám muốn xịt nữa chứ bộ. Ủa hả? Xịt không á. Mèo. Ơi mượn mèo vậy chắc nó bên kia quá sao mà nãy vẫn chống mình không ta. Bánh kem của bà cháu bào. Nó nói mình nói xạo. Ơi, nó nói mấy anh em đây nói xạo rồi nó nói này kia không. Trời, nó ăn bánh kem vô bị buồn. Nó ăn bánh kem vô nó nói này nó nói nọ nãy giờ kìa, y như là nó không có bên mình hết. Nó bị dính bùa trong bánh kem rồi. Giờ nó bệnh bệnh không rồi. Chết rồi. Ai bị dính bùa? Mèo. Mèo nãy giờ mình làm cái nó nói mình thì nó xạo rồi này kia không. Rồi xong hết rồi. Nãy giờ là thôi anh Vũ luôn cô chú anh chị ơi. Anh em cũng đã xui xẻo lại bằng rồi sạch sẽ. Rồi nói chung là nước hoa là đáng lẽ là nãy mình cũng phải mà quên, mình đâu có ngăn được đúng không? Sao ngăn được người nhà người ta? Người nhà người ta, người ta nói nước hoa cho chú cơm rồi cho cậu cơm rồi sao mình cản được? Sao cản được rồi sạch đi rồi sạch đi mình xử lý sao? Rồi sạch đi là mình lau lụt sao? Rồi đến đây thì 16 ít Bình Dương xin phép là khép lại cái video này. Cảm ơn. Ừ, ông Dung. Dung. Chú anh chị ơi, chào ông Dung. Có sao ăn hết cái bịch đó rồi đúng không? Ăn bánh kem ngon quá rồi, giờ nên mình nói gì ra nó cũng mấy hết. Vô hỏi mấy anh em sao, ủa sao mới sáng mà mấy anh em vô đây sớm vậy? Vậy hả? Ủa, sớm là không gặp ai á. Tự tính là lên trời. Sớm là không gặp ai, dễ làm này làm kia đó. Ừ. Ai ngồi gặp quá trời. Ai ngờ vô đây gặp Bùi Hải rồi hết trời. Bên đây lúc nào cũng có người. Nó dốc nó chạy ông nó ăn bánh của bà sao. Vợ ra nó giống nè cô chú anh chị. Cái vợ sao nó giờ nãy giờ đàn bên đó không? Nói mình thì nó xạo giờ ra cái nói mình nó dốc. Đây nó mình rửa hay sao à? Kêu đừng có quay gần quay sợ người ta biết. Quay sợ tao biết không nó. Giỡn rồi không tao tới yếm nữa. Thì hồi nãy giờ lâu rượu người ta cũng biết rồi. Rượu thôi không khác. Ờ. Để cho ông làm thôi, để cho ông làm đi. Ừ Vũ sao đằng cái đèn của chú rượu không à? Rồi dính rượu nó tốt. Đưa đứng đây đốt nhang đầu tùm lum này đó. Dạ xịt tùm lum hết luôn. Xịt bằng hờ luôn hả? Ừ. Không. Lấy thằng giấy nó lau á, giấy xịt vô hôm vô lau đi luôn mà. Cái gì à? Chứ nó đâu có xịt vô bằng hờ, có nó cầm nội kia cắt cái chai nước ngoài. Xịt vô mày xịt vô mặt cậu luôn á. Cái ông nào ông ốm không? Mập á. Ông mập á hả? Cái bà mập mập á. Ờ cái bà mập bằng lính đó không? Ờ ô môi á. Hình như là bữa bả cũng xịt cái đợt hổm á. Không. Ờ, cái là nước hoa lén lén gì phải không? Ờ. Bữa nay bả nữa phải không? Nữa đó. Ờ. Chứ đưa hình bả lên nè. Bả nắm chai dầu cơm mới xịt. Hồi nãy ra ngoài Kim Nga cầm xịt xong rồi bỏ túi lại đó. Chai màu xanh á, chai màu xanh nhỏ vậy nè. Thì đó. Đẹp quá, mới sáng sớm còn vô hỏi á. Ủa sao mới sáng rồi tụi em đưa đây sớm vậy? Nãy chị vừa tới đó là chị nhìn chứ là biết nó sao giống cô liễu quá ta. Gì lắm quá, cái sinh nhật cậu mà ổng tha thuốc xong nó bóc bóc vô thổi căng ha. Căng quá bữa nay sáng nay mọi nghe một cái thông tin nữa là trong sao sao hôm nay hoặc là mai là cô Sáu lên, cô Sáu với bộ nhưng mà không biết giờ lên mà chưa biết giờ nào thôi. Ủa thì điều đó là dĩ nhiên rồi, tại vì sinh nhật mà được sẽ có rất là nhiều sẽ có rất là nhiều người chủ nhật của Hồng Loan phải không? Có hỏi là buổi sáng sao không? Tại buổi chiều Hồng Loan mới mà. Anh quay gì dữ à? Quay em. Em quay anh cái anh quay em vậy hả? Đó cô chú anh chị ơi, thì Tiên cập nhật tình hình buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh. Quá là bất ngờ luôn cô chú anh chị. Đó, do là mình lúc trước là Tiên hay đi sớm ha là đã đón được rồi. Nhưng mà dạo này gần đây là bé nó bệnh nên là mình sáng phải đi
đi chợ do ngoại đồ bệnh đó, nên là không có sức khỏe tốt để mà đi mua đồ cho bé ăn sáng đồ, nên là mình đi mua đồ sáng cho bé rồi về nấu đồ cho bé ăn rồi sau đó đưa bé đến trường là mới đến đây đó. Nhưng mà cái khi mà đến đây thì rất là bất ngờ ha, khi mà thấy giống cô y cô liễu luôn, nhìn từ xa rồi nó ôi cô liễu mình không nghĩ, mình nói chơi thôi, nhưng mà đúng là khi mấy anh em kêu Kim Nga tới nè đó, rồi nói cô liễu nữa, rất là bất ngờ cô chú anh chị. Trước ngày sinh nhật thì bây giờ là sẽ có rất là nhiều người đến mộ của chú Vũ Linh để mà chúc mừng sinh nhật cho chú, nên việc mà mấy anh em là cần phải cảnh giác này cao ở đây là đang rất cần thiết cô chú anh chị ha. Đồ cúng là em mới mua, em để ngoài kia em chưa kịp vô luôn á, là em thấy là lật đật là em chạy vô đây để coi tình hình sao đó, tại vì khi mà mình cúng là phải yên ổn, nó là phải không có những cái gì nó bất ổn của chú anh chị. Còn đây thấy đang có Kim Nga rồi đâu dám cúng đâu, lật đật chạy vô đây. Rồi mấy anh em bây giờ tiễn sau khi mà thấy cô Liễu với lại Kim Nga đồ lên xe về đó, thì mấy anh em thì đã lau rượu đồ hết rồi ha, cũng như là vũ rượu rồi để cho sạch sẽ hết đó. Không là hoặc là phải cảnh giác cô chú anh chị ơi, cái lúc này là lúc nhạy cảm, quá nhạy cảm luôn đó, là không phải để cho chú với là chị Hồng Loan gặp những cái gì mà nó nguy hiểm ha. Thì chút nữa không biết là anh Ngọc anh đang làm cái gì nữa nè, thì anh đang anh nói là không có được quay, không biết là làm gì nữa. Nói chung là để tốt cho chú nhất có hỏi luôn cô chú anh chị ơi. Cái bùa đồ ha, dạo này thì cũng xuất hiện rất là nhiều đó, nên là mấy cô chú thì cũng nghe về những cái drama về gia đình của chú, nên là mình phải bảo vệ chú để cho không có bị gặp những cái vấn đề gì ha, cũng như là chị Hồng Loan đó, là luôn phải bảo vệ cho chị Hồng Loan, bởi vì chị rất là hiền cô chú anh chị ơi, chị rất là dễ thương. Và tới đây cái video của Hiểm Tiên xin kết thúc ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành.